Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. À quý vị thân mến, đối với những người có niềm đam mê và đặc biệt là yêu thích cây cảnh, thì có lẽ cái cây lễ hổ đã trở nên vô cùng quen thuộc. Không chỉ mang cái ý nghĩa thu hút tài lộc và chiêu dụ cái vận may cho gia chủ, cây lễ hổ còn đem đến nhiều cái lợi ích thiết thực đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, một loài cây như cây lễ hổ ấy thì có vượng khí mạnh, mang tính chi phối cái nguồn năng lượng ngũ hành rất là cao. Vậy nên, không phải tuổi nào cũng có thể trồng được cái cây này. Cây lễ hổ nếu mà rơi vào đúng tay chủ nhân mang cái tuổi con giáp này thì chẳng khác nào cái thỏi nam châm hút tiền. Nó sẽ khiến cho tài lộc tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến với chủ nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Và trước khi tìm hiểu chương trình cây lễ hổ hợp với tuổi nào thì chúng ta hãy cùng khám phá về những cái đặc điểm và ý nghĩa phong thủy cũng như là cái công dụng của cây lễ hổ trong cái đời sống hàng ngày. Thưa quý vị, cây lễ hổ hay còn được gọi là cây lưỡi cọp hay là cây hổ vĩ mép lá vàng, nghe tên có vẻ là hổ báo, nhưng loài cây này vốn dĩ vô cùng khiêm tốn với những chiếc lá vươn thẳng, không tốn nhiều cái diện tích và không gian trồng, mà nó lại còn có khả năng tươi tốt quanh năm, không cần phải tốn nhiều công chăm sóc. Thứ nhất, ý nghĩa phong thủy đặc biệt của cây lễ hổ. Một là cây lễ hổ để đuổi tà ma, trấn an gia đạo. Theo quan niệm văn hóa của phương Đông ấy, thì cây lễ hổ được xem là một loại cây phong thủy có cái tác dụng trừ tà và đuổi ma quỷ, chống lại bùa rất hiệu quả. Với chiếc lá hình đúng như là cái lưỡi dao sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà bạn khỏi những cái điều xấu xa. Đó cũng là cái lý do tại sao mà nhiều gia đình, cơ quan hay là công ty hay là những cái doanh nghiệp ấy, thì thường đặt cây lễ hổ trong cái không gian giúp cho phong thủy được tốt lên. Thì ngoài ra cây còn mang cái ý nghĩa là may mắn, giúp gia chủ phát tài phát lộc, dồi dào tiền bạc, nên là có thể trồng cái loại cây này hoặc là dùng làm quà tặng cho đối tác, cho bạn bè, cho người thân trong những cái dịp mừng tân gia, mừng năm mới hay là mừng khai trương. Thứ hai là cây lễ hổ là biểu tượng của người quân tử có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Cây lễ hổ có thân hình thẳng, hình dáng sắc nhọn như là cái lưỡi kiếm, có ý nghĩa tượng trưng cho người quân tử có khí phách kiên cường, có chí vươn lên trong cái cuộc sống. Với dáng vẻ uy nghi từ thân đến ngọn của cây lễ hổ ấy, là cái biểu tượng cho sự uy quyền, danh gia vọng tộc, phú quý và may mắn mang lại cho chủ nhân. Thưa các bạn, người Trung Hoa thường trồng loại cây lễ hổ này ở trong nhà như một cái cây quý giá, có ý nghĩa phong thủy vô cùng là hưng thịnh, vì tám vị thần sẽ ban tặng cho tám cái đức tính quý giá cho mọi nhà sở hữu cái cây lễ hổ này, như là gì? Thịnh vượng, sắc đẹp, sống lâu, thông minh, sức khỏe, nghệ thuật, sức mạnh và thơ ca. 3. Cây lễ hổ chiêu dụ tài lộc, dồi dào, vận may thịnh vượng. Không chỉ xua đuổi tà ma và thể hiện cái chí khí anh hùng của bậc quân tử, cây lễ hổ còn có ý nghĩa phong thủy giúp thu hút cái may mắn thịnh vượng đến với gia chủ. Cây giúp cho gia chủ phát tài phát lộc, tài lộc thì dồi dào, tiền bạc thì không ngừng và tình duyên thì luôn được suôn sẻ. Công danh sự nghiệp thì từ đó cũng sẽ được hanh thông thuận lợi hơn và công việc thì phất lên như diều gặp gió. Thứ hai là tác dụng thanh lọc không khí, bài trừ những độc tố của cây lễ hổ. Nhiều nghiên cứu gần đây ấy, thì cũng cho rằng cây lễ hổ còn có tác dụng là thanh lọc không khí. Nó hấp thụ 107 cái loại khí độc và đem lại cái không gian trong sạch. Đặc biệt, nó còn có thể hấp thụ các độc tố gây ung thư. Vì vậy, những cái căn phòng mà có nhiều cái thiết bị điện tử như là máy tính, tủ lạnh, tivi thì một chậu cây lễ hổ sẽ giúp cho cái không gian sống của bạn nó được trong lành hơn. Trong cuộc sống thì cây lễ hổ còn có một cái tác dụng nữa, đó là gì? Hạn chế cái hiệu ứng nhà kính. Đây là tình trạng mà con người sẽ cảm thấy mệt mỏi khi mà sống trong những không gian chung cư cao tầng hay là văn phòng không thoáng khí. Chính vì vậy mà những tòa nhà cao hay là những tòa cao ốc thì thường chọn cây lễ hổ để trồng. Đặc biệt, nếu mà bạn đặt cây lễ hổ trong cái phòng ngủ ấy, ban đêm chúng sẽ giải phóng oxy, tốt cho cái hoạt động hô hấp của con người. Còn nếu đặt trong phòng làm việc thì sẽ làm giảm stress bởi cái màu sắc tươi sáng, cái sự sáng tạo, nó gây nên cái cảm giác thư thái cho cái con người làm việc trong đó. Thì ngoài ra, cây lễ hổ cũng còn có một cái tác dụng nữa là chữa ho, chữa bệnh viêm họng và gì, chữa khàn tiếng rất là tốt. Tuy nhiên, khi sử dụng cây lễ hổ để chữa bệnh ấy, thì các bạn cũng nên tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi mà sử dụng. Thưa quý vị,
Sau một loạt các tác dụng tuyệt vời của cây liễu hổ mà tôi vừa chia sẻ cùng quý vị ở trên ấy, thì chắc hẳn rất nhiều người đã vô cùng nóng lòng muốn đem cái cây liễu hổ này về nhà trồng rồi đúng không ạ? Nhưng quý vị hãy lưu ý rằng cây liễu hổ chỉ phát huy được cái hiệu quả tốt nhất trong phong thủy nếu được trồng đúng tuổi và hợp mệnh mà thôi. Vậy thì người tuổi nào sẽ thích hợp để trồng cây liễu hổ này? Quý vị thân mến, theo các chuyên gia phong thủy học thì người tuổi Ngọ sẽ có thêm nhiều cái may mắn và phúc lộc hơn nếu mà họ lựa chọn cái cây liễu hổ để trồng trong nhà. Tuổi Ngọ thường được biết đến là những người cực kỳ là mạnh mẽ, kiên cường và đầy cái nhiệt huyết. Họ hướng ngoại, xuất chúng và có khả năng lãnh đạo tốt về cái mặt tài chính. Họ cũng là những người rất biết kiếm tiền và giữ tiền. Với những cái tính cách này thì rất phù hợp cho những người trồng cây liễu hổ ở trong nhà. Loại cây có lá vươn thẳng, cứng cỏi và độc lập. Cũng đồng thời, người tuổi Ngọ đôi khi lại quá là nóng nảy, ham cái lợi lớn nên là dễ dẫn đến là cái công việc bị thất bại và làm ăn thua lỗ. Trồng cây liễu hổ sẽ giúp họ xua tan đi những cái vận khí không tốt, đẩy lùi những cái điểm xấu và mang lại những cái điều may mắn, tài lộc đến với cho những gia chủ tuổi Ngọ. Tuy nhiên, những người tuổi Ngọ, đặc biệt là tuổi Mậu Ngọ 1978, khi trồng cây phong thủy cũng cần nhớ là tránh trồng cây thủy sinh. Vì nước thuộc hành thủy sẽ tương khắc khiến cho tài vận bị kìm hãm. Thưa quý vị, nếu như mà các bạn không thuộc tuổi Ngọ nhưng lại mang cái mệnh thổ hoặc mệnh kim thì cây liễu hổ cũng là một trong những cái lựa chọn vô cùng là lý tưởng cho các bạn. Những người mệnh thổ và những người mệnh kim thì có màu bản mệnh như màu vàng. Vì vậy, đối với cái sắc màu của cây liễu hổ thì đây có lẽ là một trong những yếu tố phong thủy bổ trợ cho cả hai mệnh này. Trong cuộc sống thì cây liễu hổ sẽ giúp cho cái bản mệnh này được phát huy được cái vận thế tốt, sự nghiệp thì thành công, nhiều thuận lợi và hanh thông trong cuộc sống. Để phát huy hết các giá trị tuyệt vời của cây liễu hổ thì gia chủ cần chú trọng đến cái vị trí đặt cây sao cho phù hợp. Và dưới đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về một số cái vị trí thu hút tài lộc, thu hút vận may vào nhà cho gia chủ. Thứ nhất là cây liễu hổ đặt trong phòng khách. Quý vị thân mến, phòng khách là cái vị trí thu hút tài lộc cho cả gia đình. Đồng thời, đây cũng là nơi thể hiện cái cá tính, thể hiện cái phong cách hay là cái sở thích cá nhân của gia chủ, nhằm gây được ấn tượng tốt đối với các vị khách ghé thăm nhà mình. Cây liễu hổ đặt ở nơi phòng khách là một cái sự lựa chọn khá mà thích hợp, nhất là những nơi góc phòng hoặc là bên cạnh kệ tivi, bên cạnh ghế sofa v.v. Với hai chậu cây liễu hổ đặt hai bên cửa lối ra vào thì cũng là một cách án ngữ để xua đuổi cái bùa chú và mang lại cái vận may đến cho căn nhà của các bạn. Thứ hai, đặt cây liễu hổ trong phòng ngủ. Thưa quý vị, nhiều cái nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng cây liễu hổ có khả năng hấp thụ nhiều cái độc tố như là nicotine, khói thuốc lá hoặc là oxit nitơ v.v. Đồng thời, cái loại cây này là có cây có một cơ chế sinh học ngược ấy. Nó sẽ nhả oxy vào ban đêm và hút khí carbonic. Vậy nên là nó sẽ cung cấp thêm oxy trong quá trình hô hấp của con người. Do đó, đây là một cái lựa chọn hàng đầu cho việc lựa chọn cây phong thủy trong cái phòng ngủ. Thứ ba, đặt cây liễu hổ trên bàn làm việc. Cái vị trí đặt cây liễu hổ mini thích hợp nhất vẫn là trên bàn làm việc. Chúng vừa có tác dụng là thu hút cái tia tử ngoại từ máy tính và đem lại cái không gian làm việc trong lành, lại vừa giúp cho công việc của các bạn được hanh thông thuận lợi. Quý vị thân mến, cây liễu hổ vốn là một cây có sức sống vô cùng mãnh liệt. Nó tồn tại ngay được ở những cái môi trường mà không thuận lợi. Vậy nên cái việc chăm sóc cây liễu hổ cũng vô cùng là dễ dàng và không mất quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, để phát huy tối đa cái giá trị phong thủy cũng như là giữ cho cây luôn được ở trạng thái tốt nhất, các bạn nên ghi nhớ về các bí quyết chăm sóc cây liễu hổ mà tôi sẽ chia sẻ cho quý vị ở tiếp theo. Thứ nhất là về ánh sáng. Cây liễu hổ là cái cây ưa sáng. Chúng có thể sống tốt trong cái môi trường bóng râm. Nếu mà trồng cây liễu hổ để bàn, để trong nhà thì mỗi một tháng một lần các bạn hãy đưa chúng ra ngoài môi trường để cây hấp thụ ánh sáng mặt trời và quang hợp tốt hơn. Có như vậy thì lá cây mới được dày và xanh. Thứ hai là về nước tưới. Do xuất thân trong cái môi trường thời tiết nóng ẩm ấy, nên cây liễu hổ là một cây chịu hạn rất là tốt. Cây có thể sinh trưởng mạnh trong cái môi trường khô hạn. Các bạn không nên tưới quá nhiều nước, dẫn đến tình trạng úng nước và dễ gây ra thối rễ cây. Nếu trong môi trường trong nhà ấy, sử dụng điều hòa thì nên tưới nước một lần một tuần cho cây. Nếu thời tiết mà có độ ẩm cao thì có thể hạn chế tưới nước với cái mức độ là một lần một tuần. Và khi tưới nước thì các bạn cũng dùng bình xịt
để xịt toàn bộ lá và thân cũng như là các bộ rễ. Thứ ba là về nhiệt độ. Thưa quý vị, cũng giống như cây nhiệt đới khác thì cây có thể phát triển tối ưu nhất ở nhiệt độ từ 18 đến 32 độ C. Nếu mà trồng ở số nhiệt độ dưới 13 độ C trong thời gian dài thì cây có thể sẽ bị gì? Cóng và chết, ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ và cái khả năng sinh trưởng của cây. Quý vị thân mến, mặc dù cây lễ hổ có vẻ bề ngoài nhỏ gọn và hình thức đơn giản, không cầu kỳ, không mỹ miều như các loại cây phong thủy khác, thế nhưng loài cây này là loài cây mang sức sống mãnh liệt và cái nguồn năng lượng cao. Và nhất là đối với những người tuổi ngọ, cây lễ hổ sẽ mang lại nhiều cái giá trị tuyệt vời, giúp chiêu dụ tài lộc và vận may đến với gia đình các bạn. Bên cạnh các kiến thức về cây phong thủy thì còn rất nhiều các video bổ ích mà tôi sẽ chia sẻ cho quý vị ở các chương trình tiếp theo. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.